hãy cùng chào đón người dẫn chương trình danh hài Xuân Bắc. Thưa quý vị, tôi là Xuân Bắc. Tôi đã có mặt ở đây để cùng quý vị đến với một chương trình mà tất cả chúng ta đều yêu mến. Ơn rời cậu đây rồi, Thanh Gốt, You Are Here. Vâng, đã là mùa thứ 6 và những trưởng phòng của chúng ta họ luôn luôn phải đau đầu để nghĩ ra kịch bản như thế nào, tình huống ra làm sao để làm khó cho khách mời. Nói là làm khó nhưng kỳ thực để họ kích cho khách mời bộc lộ khả năng của mình, đem lại tiếng cười cho quý vị. Hãy dành cho họ một tràng vỗ tay để chào đón họ, những trưởng phòng trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Xin mời. Ai đây? Trường Giang, Tự Long, Trấn Tài, Lâm Vi Gia và Văn Khoa. Wow! Rock, 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 rock! Ow! 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 Cái dốc á, là nó có dốc đi lên à. Còn em là cái dốc để đi xuống. Tức là em đi xuống dốc đây à? Dạ, xuống dốc ạ. Nhìn cái xuống dốc. Bây giờ tôi quay sang hỏi Trấn Thành. Hôm nay anh đến đây, anh đã chuẩn bị cái phần thử thách như thế nào đối với người chơi? Dạ, thưa anh, đến với chương trình em luôn tìm mọi cách tốt nhất để chuẩn bị cho căn phòng của mình. Ngày hôm nay em đã mời một đội tuyển biên tập từ NASA về để hỗ trợ cho em. Mời NASA về làm gì? Họ chuyên nghiên cứu về khoa học mà. Dạ, tại vì cái phòng của em nó phải đơn giản anh. Nó phải liên quan đến khoa học, đời sống, tâm linh, vũ trụ. Tại vì em nghe nói là cái người này là một trong những người mà kiến thức uyên thâm và lanh lợi nhất showbiz. Nên em phải bày mưu tính kế, mài dao mài đĩa, đợi sẵn. Trấn Thành thì phải nói thật sự là một trưởng phòng cũng rất yêu khách mời. Khi mà yêu thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Còn khi mà không yêu ấy thì là liễu thì dập, hoa thì bùi. Phải nói là em không chỉ có khoa học, vũ trụ mà còn có cả chợ búa ở đấy. Vâng. Cái đó nhiều người nhận xét Phạm Bình Long, cũng có nhiều người nhận xét về Phạm Bình Long. Những con người rơi vào những lâm ly bi đát, họ sẽ đều chết dần chết mòn trong căn phòng ấy. Cạm bẫy của lưới tình. Đúng vậy. Của những bi đát trong gia đình. Đúng vậy. Thế còn phòng Trường Giang? Phòng Trường Giang là một hội chợ, là một hội chợ. Nó sẽ có rất nhiều những gian hàng bày biện, mặt hàng khác nhau, nội dung khác nhau. Trường Giang sẽ bán đầy đủ. Phòng của tụi em thì luôn mềm mỏng để tạo điều kiện cho khách mời có một cái đà có thể đạp lên tụi em để vươn lên. Và tụi em muốn tiếp cái lửa cho khách mời. Và sau đây sẽ là ca khúc ạ. Ngọn lửa mà bùng trong ta. Em vô chuẩn bị á. Cũng nên thế nhỉ. Cảm ơn hai em rất nhiều, Lâm Vi Dạ, Mạc Văn Khoa. Từ giờ trở đi anh sẽ giới thiệu với nhiều đơn vị, nếu muốn giải tán đám đông, giải tán đám đông sẽ mời các em đến hát. Ok. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn để mời các trưởng phòng vào trong chuẩn bị. Xin cảm ơn. Những trưởng phòng và bây giờ là lúc chúng ta cùng chào đón những khách mời trong chương trình hôm nay. Họ là ai? Xin mời. Công Dương. Huy Mi. Trọng Hiếu và Hồ Việt Trung. Wow. Thưa quý vị, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác là không cần phải lựa chọn chỗ đứng. Bốn chàng hot boy cộng với này, cho phép anh là năm nhá. Anh cũng hơi quá lứa lỡ thì nhưng mà cho phép anh là năm nhá. Ở đây là hot ca. Hot gì? Trung ơi, tôi xin nói với trưởng phòng đang chuẩn bị trong kia. Đây là Hồ Việt Trung. Dạ. Hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận.
Đơn giản bởi vì anh ấy không đánh giá cao MC của chương trình. Trọng Hiếu, nếu anh nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên em tham gia. Đây là lần đầu tiên Hiếu tham gia game show mà không liên quan về âm nhạc. Hiếu muốn biết là kiểu mình có đủ thông minh là kiểu trong những cái hoàn cảnh mình có sống được không? Ngay từ khi em mới tham gia một cuộc thi và em từ bên Đức về. Vâng. Anh còn nói chuyện với em, nói chuyện với người thân của em nữa. Thì anh đã tin tưởng rằng là với khả năng của em chắc chắn em sẽ trở thành một ngôi sao và nhiều người sẽ yêu thích. Quả nhiên, điều đó nó đang dần dần thành sự thật. Bây giờ, với những chương trình mà em biểu diễn, vũ đạo rất là đẹp, hát rất là hay, nhạc rất là văn minh và hiện đại. Anh tin chắc chắn rằng trong thời gian ngắn nữa em thực sự trở thành một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời âm nhạc. Cảm ơn anh không đó. Huy My, em được biết đến với rất nhiều vai trò. Nếu như mọi người gọi em gắn liền với một việc nào đó thì em muốn mọi người gọi em là thế nào? Cho đến thời điểm này em nghĩ là mọi người vẫn biết đến em nhiều như là một YouTuber. Về chương trình hôm nay thì đây cũng là lần đầu tiên em rất ít tham gia game show và cảm giác của em được em rất là hồi hộp. Nhưng em vẫn muốn được nở hoa. Được nở hoa chứ, sao lại bế tắc được. Công Dương. Dạ. Nhiều phim em đóng là đốn tim rất nhiều các cô gái đấy nhá. Đặc biệt anh có một cô cháu gái năm nay 17 tuổi. Anh Công Dương, anh Công Dương. Anh Công Dương. Cho em gửi lời cảm ơn cháu. Và bây giờ sẽ là chiếc cúp của chương trình. Thưa quý vị, quan trọng bây giờ là ai sẽ là người đầu tiên mở cánh cửa căn phòng đầu tiên. Có thể chúng tôi sẽ lựa chọn những người đã tham gia. Họ có bản lĩnh, họ có kinh nghiệm. Không ạ. Và Công Dương hoàn toàn có thể là người mở cánh cửa đầu tiên. Nhưng xét về thái độ, sự hợp tác, thậm chí là cả phong thủy, Hồ Việt Trung đầu như này là ý nói là em không thể vào sau được, em phải vào đầu tiên. Như nào? Ý em vô sau đi. À vô sau nha, vô sau. Ok. Và để đáp lại tấm thịnh tình của cô cháu gái, Công Dương, Công Dương, thì cháu gái của chú thân mến, hôm nay anh Công Dương của cháu không phải là người mở cánh cửa đầu tiên. Được chưa? Và người mở cánh cửa đầu tiên đó chính là Trọng Hiếu. Hiếu thấy thế nào? Hiếu tưởng là Hiếu không nghĩ đến. Cái làm sao mà nghĩ đến được. Này, tham gia chương trình ơn rời cậu đây rồi, hầu hết là những điều mình không nghĩ đến. Thưa quý vị, chúng ta đã xác định được người mở cánh cửa đầu tiên. Và bây giờ, một tràng vỗ tay để chia tay bốn khách mời, họ vào trong chuẩn bị. Xin mời. Chia tay bốn vị trưởng phòng, chia tay bốn khách mời, chỉ còn lại một mình tôi trên sân khấu. Thật may là bên cạnh tôi có quý vị, những người giúp cho chương trình đưa ra kết quả cuối cùng xem ai là người xứng đáng nhận chiếc cúp trên tay tôi đang cầm đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chương trình và đồng hành cùng Xuân Bắc. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi mở cánh cửa căn phòng đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương trình ơn rời cậu đây rồi, thank God you are here. Và khách mời đầu tiên mở cánh cửa căn phòng hôm nay của chúng ta không ai khác, đó chính là nam ca sĩ Trọng Hiếu. Chúng ta cùng xem Trọng Hiếu đang chuẩn bị như thế nào. Trọng Hiếu, nam ca sĩ được nhiều khán giả hâm mộ bởi vẻ ngoài cá tính, phong cách trình diễn tự tin cùng những bước nhảy điêu luyện. Anh từng nhận nhiều giải thưởng về ca hát và vũ đạo. Lần đầu tiên xuất hiện tại ơn rời cậu đây rồi mùa 6, liệu Trọng Hiếu có bị thử thách của trưởng phòng làm cho tơi bời? Hey, what's up everybody? Trọng Hiếu xin chào khán giả của ơn rời cậu đây rồi. Và Trọng Hiếu đây rồi, và Hiếu rất là vui hôm nay được tham gia chương trình.
Trọng Hiếu là một người diễn xuất, Hiếu nghĩ là chưa có nhiều kinh nghiệm. Hiếu đã tham gia phim Em Là Bà Nội Của Anh. Và lúc đó là Hiếu quay 6 tiếng, nóng kinh khủng khiếp. Hiếu phải học lời tiếng Việt, Hiếu phải lái xe, Hiếu phải chở một cô lớn tuổi đằng sau xe. Và cuối cùng người ta đúng lấy 2 giây mà lấy là cuối phim hết rồi thì mới lại đến Trọng Hiếu. Thế là Hiếu nghĩ là khả năng diễn xuất của Hiếu quá xuất sắc. Khó nhất đối với Hiếu là Hiếu về Việt Nam đây sau Việt Nam Idol là 4 năm rồi, nhưng mà chính thức học ngữ âm tiếng Việt thì là mới 2 tháng. Nhưng mà Hiếu nói tiếng Việt mà anh trưởng phòng không hiểu thì Hiếu chỉ nói tiếng Đức với anh trưởng phòng thì có thể là anh hiểu. Rồi mọi người, với khả năng nói tiếng Việt của Trọng Hiếu, với vẻ đẹp của Trọng Hiếu, Hiếu sẵn sàng để phấn đấu và sẵn sàng vào phòng. Mọi người đi cùng với Hiếu nhé. Let's go. Một tràng vỗ tay để chào đón Trọng Hiếu. Về căn bản là quần áo không phải thay đúng không? Trọng Hiếu thân mến, sẵn sàng chưa? Thật sự là chưa, nhưng mà cứ chơi đi. Nào, mời bạn đứng ra đây. Hãy gửi lời chào. Hey, Trọng Hiếu xin chào tất cả mọi người và Trọng Hiếu xin chào tất cả khán giả ngày hôm nay. Và mọi người hãy ủng hộ Trọng Hiếu nhé, tại vì là Trọng Hiếu rất là hồi hộp. Và Hiếu, nếu mà cái gì mà Hiếu không hiểu hoặc là người trưởng phòng không hiểu thì mọi người hãy giúp Hiếu nhé. Đúng rồi, hay rồi. Hỡi trưởng phòng ở phía trong, hãy sẵn sàng đón nhận thử thách từ phía Trọng Hiếu đưa ra. Mời bạn mở cửa. Dạ, xin chào ạ. Ân giời, nhân viên mới của công ty đây rồi. Dạ, Trọng Hiếu xin chào sếp ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên Trọng Hiếu được đến. À không, chị là nhân viên cùng với em thôi mà. À, ok. Chứ có phải là sếp gì đâu, làm sao vậy? Như thế là mình được ngồi bên cạnh chị đúng không? Vâng. Chị chỉ là nhân viên thôi mà đúng không? Vâng, nhưng mà chị là trưởng phòng. Chị là trưởng phòng. Trưởng phòng gì hả chị? Đây là trưởng phòng là sale. Em hiểu không? Là sale. Sao ngày đầu đi làm việc mà đi trễ đấy? À, xin lỗi, vì nãy mình kiểu mình hồi hộp gặp chị quá, vì là còn đi toilet đi lèo nữa. Luật quy của công sở dành cho nhân viên này. Ăn sáng trước 8:30 để có mặt ở đây, hiểu chưa? Hiểu. Thế em ăn kiểu gì mà em đi lớn ở trong đấy, bây giờ em có mặt hả? Bây giờ mấy giờ nhờ chị nhỉ? Bây chị không có đồng hồ à. Em phải tự biết. Hiếu nghĩ là bây giờ là 8:29 chị ạ. Really? Tôi phải hỏi anh bác bảo vệ. Anh bác ơi, bây giờ mấy giờ anh nhỉ? Tôi xem nào, kém 15 rồi. Thế kém 15 mấy giờ? Nhưng mà đồng hồ của anh nó rụng kim giờ rồi. Ôi giờ hơi thôi. Ok ok, thì coi như là qua cái này đi nhá. Mà sao đi làm mà mặc đồ như thế này? Không, tại vì là Hiếu tưởng là hôm nay thì kiểu mình được thoải mái một tí ngày đầu tiên. Em giờ hơi à, em giờ hơi à. Mình làm gì? Mình làm bảo hiểm. Vâng ạ. Ăn mặc phải sang trọng cho nó như thế này. Như này là như kiểu gì? Sporty à? Vâng. Running man à? Kiểu thể thao trẻ trung, street style. Không có street style gì cả. Thay đồ ra ngay cho chị. Chết thật. May là chị chuẩn bị cho em ấy, chị biết em là kiểu kiểu gì đấy. Thay ngay tại sân khấu, nhanh. Em có chị ơi 30 giây để thay xong bộ đồ, nhanh, bắt đầu. Nhưng mà chị ơi, em không biết là chị có muốn nhìn thấy không ấy. Chị đang canh giờ này. Chị ơi, nhưng mà em sợ là chị nhìn thấy chị chạy mất dép ấy. Quần, nhanh. Mày cần vào đây. Đây.
giày đây. Được rồi, được rồi. Được chưa? Được rồi. Chị Vâng, chào sếp ạ. Có chuyện gì đây hả? Chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Trời ơi, chết, mình là con gái đấy. Chị dặn cái gì không? Chị đã nói rồi, ngày hôm nay đi làm mặc đồ thể thao cho chị. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm nay chúng ta có chụp một cái bộ hình ở ngoài trời. Em nhớ rồi, hôm nay là chụp poster của công ty. Đúng vậy. Nên có nhờ em này đẹp trai là chụp hộ. Mà tại sao bây giờ em mặc đồ vest lịch sự như em vậy hả? Em tác phong không cứ chuẩn. Dạ. Em có 30 giây để thay lại cái bộ này. Nhanh. Nhanh lên. Ta bấm giờ. Thay lại bộ đồ thể thao cho chị. Chị xếp anh em ơi. Bấm giờ đây này luôn á. Em thay lại liền cho chị. Tại sao vậy hả? Thôi không vừa lắm. Nhưng mà em không có đuổi miệng. Chị sếp có muốn nhìn thấy không? Em cứ thay đi, chị cứ không thay. Nhìn là được. Eo tôi còn lại. Ơ nó làm cái gì vậy? Ông đi vào trong tay nhanh. Xin lỗi. Con điên. Con dở hơi dở người. Trời đất ơi. Nhanh 30 giây bấm giờ. Rồi, được rồi. Alo. Hả? À, sao hả? Rồi, biết rồi. Sao vậy chị? Em ơi. Trời đang mưa nên cái buổi chụp hình nó hủy rồi, thay lại đồ vest đi em. Lại phiền em. Chị ngại quá luôn á. Em ơi, đi làm mình phải lịch sự, mặc đồ vest đàng hoàng. Em bữa nay không có chụp hình, thay lại đồ vest em. Lại phiền em. Xin phép mặc cái áo này thôi được không? Thôi được rồi, cho em mặc cái áo này cho được. Okay, rồi chị. Thế nhưng mà em hơi mệt rồi, bảo chị có gắn cái này nè, chưa gắn luôn. Ôi chị. Em lạnh chị. Hả? Chị cứ như thế thì nó không có được khéo léo chị ạ, không được. Thôi nói cô đó, cô mới cái là người không được khéo léo đâu. Chị làm sao vậy? Sao vậy nè, chị nói em nè, tách rời cái người đàn bà này ra. Nghe không? Ở trong cái công ty này đây là một cái người đàn bà tệ hại nhất. Thật ra là chị thấy là tại vừa xấu vừa mập mà vừa già cho nên là chị không dám đuổi đi. Sợ đuổi đi rồi không ai nhận. Em là nhân viên mới. Tất cả mọi chuyện chị đều bỏ qua cho em. Tại vì nhìn mặt em có cảm tình ghê gớm lắm. Em cũng phải công nhận là... Cô mặc cái áo vào và làm việc đi. Mặc đồ vậy? Rồi làm việc cho nghiêm túc cho chị nha không? Vâng ạ. Đàng hoàng nha. Vâng thưa chị. Chị ơi. Stand over there. Này thật sự với Hiếu nhá. Chị là chị hơi khó chịu ấy. Em vào đây em làm việc ngày đầu tiên. Trước đây là chị có thử việc là một tuần đúng không? Hôm nay là cái ngày đầu tiên được nhận lương chính thức. Nhưng ít nhất là một tuần em tiếp xúc với sếp, em làm cái gì với sếp? Mà bây giờ sếp chỉ yêu em mà ghét chị. Em làm cái gì vậy? Thật sự là Hiếu đâu có làm gì nhiều đâu. Chỉ đẹp trai có quyền đấy chị ạ. Nhưng mà... Ý em nói là em đẹp có quyền à? Em cho rằng em rất là đẹp trai hả? Bình thường, cũng được thôi. Nhưng mà... Em đẹp chỗ nào? Chị có nhớ là vừa nãy cái chỗ này không? Chỗ này hả? Chị có nhìn thấy gì đâu? Này! Nội quy là phải ngăn nắp trước khi ra về này. Nhìn cái bàn này kìa. Xếp lại nhanh. Ngăn nắp là cái gì này, chị? Này, rời này. Dạ. Không, đây này. Trên bàn này không lo dọn. Dạ. Nhanh. Kiểu gì? Nhân viên như dở hơi. Chết rồi. Cô này, chị muốn sắp hộ với em không? Bỏ vào đây. Em vừa đấy mặc xong đó chị ạ. Cảm ơn. Này Hiếu nhá. Là chị thì chị nghĩ. Chị ơi, chị có biết máy bay không? Đây là Trọng Hiếu Airlines. Này máy bay đừng có đi qua vùng bão.
Chị mỏi mồm. Máy bay này chỉ hạ cánh chỗ mà mình rất là yêu thích thôi. Chị là thích máy bay. Chị. Ok. Hạ cánh, đã hạ cánh thành công rồi. Chị thấy ấy, là nhân viên nữ trong công ty nó tặng quà cho Hiếu rất là nhiều ấy. Chị thích để Hiếu suy nghĩ xem. Ôi. Đâu để chị xem là nó tặng chị cái gì. Có một cái gì thứ gì? Wow, phải có cái phải chậm chậm một tí chứ nó mà nhanh quá lại không hay. Tặng gì vậy? Thế nên là sao nhờ? Thế tắc hay là sao nhờ? Ý gì nhờ? Cái này nghĩa là hai chúng mình mãi mãi làm việc cùng với nhau. À là sao? Chứ không phải yêu à? Trái tim mà. Trái tim làm việc thôi. Bạn bè, tình bạn. Tại vì vợ Hiếu đang ở nhà chờ. Hiếu đừng có ngại. Chuyện mà lái máy bay bây giờ nó thông dụng lắm. Bây giờ ai cũng lái được mà. Anh thì anh lái được, em thì em lái được. Anh chết rồi. Phần quà gì không nhỉ? À còn một cái nữa chị ạ. À, quà này... Để chị lúc nào, để chị... Hiếu tặng chị này á? Vâng ạ. Khách hàng vào kìa. Khách vào. Để Hiếu giúp cho chị. Cô giải nặng quá, cô giải nặng cái khủng khiếp này. Trái cây của chị nó nặng quá. Xin chào chị, xin mời vào công ty. Trời ơi. Dạ, chị hôm nay mặc đẹp quá chị ơi. Chị khách hàng mà mặc đẹp thế này. Mình bây giờ mình họp mà đúng không? Quỷ à. Trời ơi, khách hàng thân thuộc luôn. Mà làm như là xa lạ lắm vậy đó. Em ơi, đây là khách VIP của công ty. Dạ. Em biết mà. Hôm nay chị muốn tư vấn gì ạ? Hôm nay em có tư vấn gì hết. Chủ yếu là chị qua đây á là chị đem trái cây cho Hiếu. Đây nè, trái cây của chị. Wow, cảm ơn chị rất nhiều. Chính tài chị ơi, đây là giờ làm việc. Nếu mà chị có muốn tư vấn thì tư vấn. Chứ còn trái cây thì là chắc là Hiếu không nhận được. Là Hiếu là nhân viên mới của công ty. Ơn cá mặt quỷ này. Trời đất ơi. Liên quan gì tới bà? Nói nghe nè. Đưa đây coi. Dạ. Chị ơi, đây là giờ hành chính. Bây giờ ấy là vừa qua 9 giờ sáng thôi, người ta chưa có mở hàng. Chị làm gì đây? Tại sao cái đồng hồ của chị tặng cho em mà bây giờ lại đeo trên tay của người phụ nữ lại là sao hả em? Đồng hồ này là giống y xì thôi chị ơi. Y xì là y xì sao cưng? Y xì là giống 100% hay là cùng hãng, cùng mẫu, cùng dòng. Đừng có xạo, chị nói cho em biết nha. Vâng ạ. Cái đồng hồ này chỉ có một cái duy nhất. Nó gần cả tỷ bạc của chị nha con. Này này, chị nói thế là như nào? Kiểu như toàn cấp à? Chị Hiếu cấp... nói cho chị đi. Trọng Hiếu cho mượn một hai pha hai ba phút thôi. Mượn cái gì? Gì? Chị mượn cho chị sướng tí. Sướng gì? Chị ơi, Hiếu bảo rằng Hiếu tặng chị mà. Chị ơi, bây giờ Hiếu phải... Em làm sao đấy? Đây là khách hàng. Hiếu tặng em chứ chị, trộm vía chị. Tặng hả? Nè, bây giờ đòi lại cho chị. Hiếu có đòi không? Hiếu có đòi không? Hai cô này bây giờ mình bình tĩnh lại thì nhớ, ok. Bây giờ thứ nhất là chị đến đây để chị tặng cho em hoa quả, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ mình, Hiếu nghĩ là mình tập trung vào công việc đi. Và cô ấy để Hiếu tí nó xử lý. Không có công việc gì hết. Bây giờ đòi cái đồng hồ đó lại cho chị. Chị không chấp nhận cái chuyện này. Để Hiếu đòi đi, để Hiếu đòi đi. Cô ơi, bây giờ Hiếu vỡ ra nhá. Eo đòi thật đấy hả? Trời ơi, chị tổn thương ấy Hiếu ạ. Cái gì mà ôm sầm vậy hả? Bây giờ công ty của chị có người ăn cắp đồ của tôi. Ai? Em nghĩ là như thế này Hiếu. Là có rất là hiểu lầm. Chị ơi. Là Hiếu có lấy cái đồng hồ của chị. Đây, Hiếu có lấy cái đồng hồ của chị để trong ngăn bàn. Tại sao em ăn cắp đồ của khách hả Hiếu? Không, đây. Để mình muốn... Tại đây sao là vậy? Hiếu cất ở đây để cho an toàn. An toàn cái gì? Tự nhiên đồng hồ của khách mà để bỏ vô tủ mình là ăn cắp chứ là cái gì? Đồng hồ này là của chị, lần trước chị đến đây chị quên. Như thế là Trọng Hiếu giữ ở đây cho chị. Để chị, để giả lại cho chị. Cái này là tôi tặng cho Hiếu. Mà tại sao bây giờ Hiếu lấy cái này Hiếu tặng lại cho bà này là sao? Nè Hiếu, giải thích cho chị nghe. Cái đồng hồ này là của cô này tặng cho em. Vì cũng mê trai. Nhưng mà tại sao em lại tặng cho cái con mẹ già trong công ty?
Tại vì là Hiếu phải lấy lòng của cô ấy. Lấy lòng cô ấy làm gì? Cô ấy bắt nạt Hiếu. Hồi nãy em mới nói là cô ấy thương yêu em, chỉ bảo em đủ thứ mà bây giờ nó bắt nạt là sao? Em Hiếu nói nhiều câu tổn thương thật sự luôn ấy. Một phần cô rất là dễ thương, nhưng mà phần kia thì cô rất là ghê gớm. Tôi nhìn bả bề ngoài là tôi thấy gớm rồi đó. Này thôi nhá. Tôi không phải là cái hạng cho các người vào đây muốn xỉa sói kiểu gì xỉa sói này con mụ kia. Mụ vào đây là dối cả công ty người ta lên. Bây giờ đi về, đi ra khỏi công ty của tôi để tôi giải quyết. Nè, của cho người ta rồi thì là của người ta, người ta muốn cho ai là kiểu của người ta. Cái gì? Không phải việc của mụ. Đi. Thôi, không. Khách hàng mà nạt nộ khách hàng như vậy đó hả? Tôi để thế đấy. Chị đi về đi. Đi về đi, để chuyện công ty em giải quyết chị. Nói chung là nó rối lắm rồi. Bây giờ tôi về rồi mất cái đồng hồ rồi sao? Mọi người ơi, tất cả phụ nữ ngày hôm nay để Hiếu món quà mình phải giữ. Thì Hiếu sẽ giữ cái đồng hồ này. Cô sẽ cảm ơn, Hiếu sẽ giữ hoa quả và cảm ơn cô. Cảm ơn hoài mà đồng hồ không đưa. Trời đất ơi. Hiếu ạ, tôi có cảm giác là Hiếu thích cái đồng hồ thật. Hiếu không giả đấy. Tôi cảm giác là Hiếu không muốn giả. Hiếu học là món quà mình phải nhận. Mình giả lại là đồ là kiểu mình lừa dối ạ. Đấy, ta đã bảo rồi, mày cho dai không đòi được đâu con điên à. Hiếu chơi ngon lắm nha Hiếu. Hiếu nhớ nha Hiếu. Nè, cái đồng hồ đó Hiếu giữ đi nha. Trên đó bao nhiêu hột nha, có ngày tôi lắc lại bao nhiêu hột nha. Hiếu nha. Anh xin nó gọi điện nhá. Rồi, bây giờ người ngoài để đi ra, bây giờ còn người nhà của chúng ta. Bây giờ tôi mới nói này, chị bớt xỉa sói con người tôi lại. Ủa? Bây giờ tôi không nhịn nữa đâu. Hiếu mới vào mà chị chửi tôi, trộm vía chị. Chị yêu Hiếu đúng không? Làm cái gì có hả? Nghĩ sao vậy? Cái này là... Thế vì sao chị nhắn tin nói chuyện riêng với Hiếu vào mỗi buổi sáng? Tôi đọc được lén điện thoại của Hiếu, chị nhắn tin cho Hiếu đúng chưa? Tại sao để điện thoại lén cho người ta đọc lén được vậy hả? Cô ơi, chuyện là chuyện bình thường, yêu nhau là chuyện bình thường mà đúng không? Mình yêu nhau 4 năm rồi. Và bây giờ... Này Hiếu ơi, hurt đấy nhá, lại hurt đấy nhá. Em xin ơi, lỗi chị, Hiếu là của tôi. Cách đây vài phút Hiếu bảo Hiếu yêu tôi và đây là quà tôi to như thế này. Ủa cái gì đây hả Hiếu? Em ơi... Có tình cảm 4 năm mà chưa bao giờ một trái tim có hai cái mỏ chu. Mà bây giờ tại sao mới tức thì mà có cái mỏ chu này hả? Em làm gì đấy em ơi? Em ơi... Tại sao? Em ơi, em bình tĩnh nhá. Anh yêu em 4 năm rồi, em không cần làm những cái điều này đâu em ạ. Thứ nhất, đây là cái món quà của anh thể hiện cái tình bạn với cô ấy. Cái gì? Tình bạn á? À? Vừa bảo yêu tôi ra yêu hay. Em chị ơi. Ê, mọi người đừng có nát cái tim của Trọng Hiếu đấy nhá. Bây giờ làm sao hả? Bây giờ tôi có thư tình của Hiếu tặng cho tôi này. Chị đọc mà chị nghe này. Đứng đây, đây. Này, như này. Gửi Thiên Nga François Âu de Toilette này. Chỉ mới gặp em nhưng anh ngỡ là quen từ 47749 kiếp trước. Đúng chưa? Em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm anh, trái tim anh tựa lò vi sóng lướng con cu mực của em. Nếu em yêu anh thì hiến dâng cho anh cả trái tim đi. Yêu em nhiều. Sao hả Hiếu? Em ơi, không có giá trị. Em có cái nghĩ... này là cái gì hả Hiếu? Thứ nhất là em có nghĩ là anh biết xấu như này không? Đây là cái phải chữ của anh không? Thứ hai, đây có ghi tên Trọng Hiếu không? Đây rõ ràng là chữ của anh mà. Biết ra. Biết ra ngay. Viết một cái chữ khác giống y như vậy. Đấy, biết ra ngay, biết ra. Viết ra cái gì? Viết chữ đi. Nga. Phu đăng xoa ô đồ toilet. Nga. Phu đăng xoa ô toilet. Viết chữ toilet thôi. Toilet nhá. Toilet. Cái chữ quan trọng đấy là toilet là quan trọng nhất. Có Huyền không? Có giống Huyền không? Có tê. Cái toilet à? Có điên à? Đấy, mình còn chẳng biết tên của chị, họ ấy. Chị làm chứng cho em nhá. Đây. Chị thấy hai chữ như nhau như một không? Hai chữ như một không? Em làm chứng, chị làm chứng cho em nhá. Hai chữ như một không? Đúng không? Hai chữ như một đúng không? Anh bác bảo vệ, mày hai chữ như một không? Mày điên rồi. Hai chữ như một không anh? Ôi giời, đúng là một rồi. Là một luôn, có gì nữa. Anh bác bảo vệ còn nói là một. Rõ ràng rồi, bây giờ làm sao hả? Ok, bây giờ như này, hai cô đứng đây.
phản bội. Ok, hai cô đứng đây. Đây, bây giờ mình nói thẳng thắn với hai cô. Cô ơi, cô đứng đây để cho mình nói nhá. Ok, nói đi. Đây. Rồi, mình phải xin lỗi hai người. Tại vì là trong suốt thời gian qua mình đi với em, và một tuần đây mình lại gặp cô này, thì anh có thể là hơi bị say nắng hơn một chút. Nhưng mà anh yêu em, tại vì cô ấy đưa cho mình một cái cảm giác khác. Cô ấy có kinh nghiệm rồi, cô ấy hướng dẫn mình được. Cô ấy... Hướng dẫn cái gì? Eo, hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn! Chị ơi, hướng dẫn! Này, buông nó ra này. Chị, nói như thế là Hiếu bệnh hoạn. Hiếu vừa tặng em cả lai. Ôi trời! Của chị có em được ơi, cái roi này không? Em ơi, chị vẫn có cái roi này, nhưng mà cái roi này không quan trọng đâu, bỏ qua đi. Em nhìn đi em, tại sao mua một bộ đồ tặng chị cái áo và tặng em cái quần? Mày điên rồi hiểu. Với cách xử lý vừa rồi thì em đang vào vai nhá. Em đang vào vai một chàng trai. Thực sự chỉ có một từ ghép để dành cho em thôi, tức là trơ trẽn. Anh biết sao? Bình thường á là chúng ta sẽ gài Hiếu theo cái kiểu là tôi có bầu rồi ha, hay là chị không có Hiếu chị sẽ chết thế này nọ. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, cái cách mà Hiếu nó thể hiện nó thú vị. Quý vị cũng phải thông cảm là Hiếu nó là Việt kiều, nó lớn lên ở bên kia, nên cái cách suy nghĩ của Hiếu nó rất là Tây. Đặc biệt là Puka và Trấn Thành, hai người vô cùng ghê gớm với tư cách là trưởng và phó phòng. Cảm ơn Hiếu đã đưa cho họ những cái trải nghiệm mà chắc chắn đây là lần đầu tiên trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Bế tắc toàn tập. Thưa quý vị, bây giờ là lúc hãy thể hiện quan điểm của mình, nhận xét của mình, ý thích của mình thông qua việc bình chọn. Giờ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, căn phòng đầu tiên đã được mở ra. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ hai. Ai sẽ là người mở cánh cửa căn phòng này? Tôi xin bật mí, đó chính là Công Dương. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Quay trở lại chương trình sau mục quảng cáo. Và người mở cánh cửa căn phòng tiếp theo, căn phòng thứ hai, đó chính là một nam diễn viên rất điển trai. Và chúng ta cùng xem Công Dương đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị. Công Dương, nam diễn viên điển trai sáng giá của màn ảnh Việt, với các bộ phim như Yêu Em Bất Chấp, Trạng Quỳnh, anh gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, đặc biệt là khả năng nói tiếng Thái Lan lưu loát. Quay trở lại Ơn Rời Cậu Đây Rồi, liệu Công Dương có lợi hại hơn xưa và mang về chiếc cúp cho mình? Xin chào mọi người, mình là Công Dương. Một số người được biết tới mình với một cái biệt danh đó là Sun, là tên tiếng Thái của mình, tại mình cũng có hoạt động ở Thái Lan nữa. Lần trước thì Dương cảm thấy là mình có một cái sự may mắn khi gặp được anh Trấn Thành, ảnh nâng đỡ mình rất là nhiều. Cảm giác như là vượt qua được một cái thử thách mà nó không có quá khó như mình nghĩ. Đó cũng là một cái mà Dương cảm thấy mình khá là hài lòng về bản thân. Và hy vọng là ngày hôm nay lại một lần nữa mình sẽ làm lại được điều đó. Thực ra thì cái phòng mà có lẽ Dương sợ nhất đó là phòng của anh Tự Long. Tại vì là phòng anh Tự Long thì nó mang một cái màu sắc nó hoàn toàn khác biệt. Nó mang đậm hơi hướng của kịch của miền Bắc. Thật sự là chỉ còn một vài phút nữa thôi thì Dương sẽ bước vô căn phòng đó. Thì cũng không biết là mình sẽ đối đầu với ai, nhưng mà bình tĩnh lại, lấy hết tất cả những cái sự tự tin của mình trước đây mình đã có để cố gắng hoàn thành thật tốt và mang lại những cái tiếng cười cũng như là thật nhiều những cái cảm xúc khác nhau cho khán giả. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng và tôi cũng đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu một tràng vỗ tay nữa từ phía quý vị và tất cả các bạn để xin mời Công Dương. Xin
Chào em. Sao? Anh cứ thấy em lo lo kiểu gì? Đợt trước em tham gia thì em rất là tự tin. Em chấp hết như là mọi người cứ thử thách em nào em cũng chơi. Nhưng mà đợt này thì em biết là mọi người biết em cái đô của em như nào rồi. Nên là em nghĩ là chắc đợt này mọi người sẽ tấn công em dữ dội hơn, kinh khủng hơn. Được. Đây là... cái gì đấy ạ? Quà. Ok, hồi em không xem đâu. Em hãy sử dụng nó một cách hiệu quả, cần thiết. Ok. Mời em đến gần với cánh cửa. Đây đây, bên này. Đứng sát ở đây. Đây đây. Xoay lại gương. Đấy, được được. Mở cửa. Ơn trời, con trai tôi đã về rồi. À, bố ạ. Sao mà lại còn mua cái gì thế hả con? À, con mới đi mua cho bố một đôi giày mới. Đây. Đấy. Ôi, bóng loáng nhá, đúng size của bố luôn. Bố xin. Đấy. Con nữa bố ạ. Ôi trời ơi, còn cái gì nữa đây? Con biết là bố rất thích cái kiểu chim cò thế này. À. Đấy, nên là con mua cho bố một cái đang hot nhất hiện nay đấy ạ. Ha, thế à? Ôi, nó còn biết cả sở thích bố nó thích chim cò. Dạ vâng ạ. Đây để con cất nhá. Ừ, thôi được rồi. Để gọn vào. Nào, đứng lên bố nhìn cái xem nào. Lâu quá rồi không được gặp. Tôi xem dạo này anh đen hay trắng, gầy hay béo nào. Con vẫn thế rồi ạ. Ờ. Bố biết là con vất vả. Lên thành phố bươn trải. Cuộc sống đã khó khăn, lại suốt ngày phải gửi tiền về cho bố. À, con ngồi đi. Con ngồi đi, uống nước này nhá. Bố cứ để con. Ừ, đây. Nhà mình mà. Ừ. Thế dạo này vẫn đi hát hay là đi làm diễn viên? Con làm nghệ thuật ạ. À, dạo này con bây giờ con đi làm diễn viên rồi. Ờ. Hát bây giờ người ta không nghe con hát nữa đâu. Lâu rồi cũng không được nghe. Anh cứ hát tặng tôi một bài đi xem sao nào. Gì nhỉ? Bố thích nghe con hát bài gì nhỉ? Bài gì cũng được. À, thế con hát cái nhạc mà hồi xưa bố thích nhá. Được, con hát cái gì? Đây, cả cái món ăn con vẫn thích ăn đây. Ôi, này. Ôi, cái món này lâu lắm rồi con không nhìn thấy đấy. Ừ. Nào, ăn đây. Đi rồi hát. Khéo khi bà con hàng xóm lại kéo sang nghe bố con mình ấy chứ. Ok. Nào. Để con hát tặng bố bài mà bố thích nhá. Ừ. Quanh quanh đường vô sự nghệ, ôi xuân thủy hữu tình sự nhân kiệt, từ địa linh khách xa gần lại, cô bạc xa gần lại. Chư miếng câu dâm trụ trại vôi thuộc quyện thêm nông hồng đôi mà lừa đôi mắt trâu nên bố kìa sao bố lại khóc. Bài hát đấy là bài hát bố thích nhất cho nên bố nghĩ rồi. Con người sinh ra là phải có cội, có nguồn. Hay là về nhà đi. Kìa bố, bố cũng hiểu công việc của con. Làm sao mà con về được? Nếu bây giờ con về, con kiếm đâu ra tiền bây giờ? Con đã hỏi ý kiến bố, bố có muốn lên thành phố sống với con không? Con chu cấp. Mà bố, bố thì thích mảnh đất này. Bố thích ở đây. Nên là con cũng không biết làm cách nào cả. Con chỉ biết là thi thoảng con về thăm bố thôi. Nói thì dễ. Nơi đây có biết bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là thứ đáng sống. Bây giờ bỏ nó lên thành phố, bố không đành. Bố thì không muốn đi đâu cả. Bố chỉ muốn con về thôi. Chắc mẹ con vui lắm nếu như biết được cả nhà mình đoàn tụ. Mà bà ấy đi đâu ấy nhỉ? Hay là con thấy ở trên thành phố thiếu những cái món đồ này bố ạ? Hay là bây giờ mình mang những cái món đồ này mình lên thành phố mình bán,
Tại vì là con nghĩ là ở trên thành phố cũng có rất nhiều người giống con, là có xuất thân ở những cái vùng quê như thế này. Những cái món đồ này rất là thân thuộc với họ. Con sẽ cố gắng là tìm một cái mảnh đất làm sao để giống hết mảnh đất ở đây của nhà mình, rồi xây sao cho giống hết cái ngôi nhà này, rồi mình mang hết tất cả những cái này lên mình bán. Và bố sẽ được hàng ngày vẫn được làm những cái món mà bố thích và bán cho mọi người, và con sẽ ở cạnh bố hàng ngày. Quá tuyệt vời ạ. Ý này hay quá. Nếu ý tưởng ấy mà thành thì tôi đồng ý với anh. Tôi nhớ bà ấy quá. Thế mẹ đang ở đâu hả bố? Bà ấy đi đâu lâu quá mà cũng không thấy về. Bà ấy đây rồi. Bà đi đâu thế? Để con nó chờ lâu quá. Tôi tính với thằng Út rồi, nó sẽ đưa cả nhà mình lên trên đấy, rồi nó yên tâm, nó đi hát, nó lấy tiền, nó làm diễn viên, nó đóng phim để cho mình hưởng thụ cái tuổi già ở cái nơi mà phồn hoa đấy bà. Anh... Thằng Dương. Thằng Dương. Anh. Này, bà đi đâu đấy? Bà đi đâu thế? Ở nhà tôi đã bàn xong việc đâu. Này, đi đâu thế lại bỏ tôi đi rồi? Bà, bà đi vô đây đi bà. Con dạ. Gọi mẹ con lại đi. Dạ, mẹ đi rồi bà ơi. Mẹ đi rồi. Ta biết bà đấy đi, nhưng gọi bà ấy quay lại đi. Dạ, mẹ đi xa rồi bà. Tao biết là đi rồi, gọi bà ấy quay lại đi con. Gọi mẹ con quay lại. Bà, con... bà ơi, mẹ chết rồi. Không. Không đúng. Không. Bà ấy vẫn ở đây mà. Bà ấy vẫn ở đây mà, bà ấy đâu rồi? Không, không phải. Không phải. Không phải như thế. Anh Thuận, mẹ chết là sao? Lúc anh nói anh nghe đi. Lúc mà em lên Sài Gòn, mẹ bị một căn bệnh. Nhà mình đâu có tiền chạy chữa đâu. Rồi ở nhà cứ chạy qua thầy Lan này, chạy qua thầy thuốc nọ. Ba ở nhà ba cứ nói là mẹ khỏe rồi, mẹ khỏe rồi. Tại sao? Tại sao bố không nói cho con biết hả? Không. Mẹ con không làm sao cả. Bà ấy vẫn ở đây mà. Bà ấy vẫn ở đây mà. Bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bà ơi bà. Thằng Dương nó về đây này. Bà mẹ mới đi. Mẹ đi một chút rồi mẹ về nghe ba. Bà ngồi xuống đây nha ba. Thế chứ. Bà ngồi xuống đây. Bà ấy đi một lát rồi bà ấy về. Bà ấy về để con xem. Thằng Dương, này Thuận ơi. Dạ. Nó có dự án mới đấy. Dạ. Nó chuẩn bị chuyển tất cả những thứ này lên để bán cho người thành phố. Dạ. Dự án cái gì nữa? Bây giờ mẹ con không còn, con không muốn làm gì hết nữa. Tại sao cứ chuyện như vậy mà anh và bố lại giấu con? Từ hồi em mê hát quá, em cãi ba mẹ em đi, ba giận em lắm đó Dương. Nhưng mà em nói nghề của em phải như vậy, em theo đuổi đam mê của mình. Mẹ buồn quá, đâm bệnh rồi đi luôn. Còn anh ở nhà, anh cũng lo cho ba với mẹ, mà lo không nổi Dương à. Anh đi phụ hồ xong bị té đứt gân tay, bây giờ cái tay của anh rồi đâu có ai mướn anh nữa đâu Dương. Bữa hẹn nước đá có tuyển người, rồi cái anh qua anh xin việc, rồi gặp nguyên đám ở sớm trên mời kỳ anh em đánh lộn với nó, nhớ không? Mình anh đánh 6-7 thằng mà thằng thì tét dép, thằng thì rách quần, còn anh thì gãy chân luôn. Tiền đâu chạy chữa Dương, lúc đó là em đang hát đang hò gì đó. Nhưng có phải là em không có tiền đâu, em chu cấp được cho anh mà, anh có thể giúp đỡ được anh. Tất cả những cái tiền của em á
là lo chạy chữa thuốc cho ba đó, không có đủ Dương ơi. Thôi bây giờ anh thấy như vậy nè Dương, mình bán căn nhà này đi Dương. Ở dưới này đâu có sống được đâu. Mày nói cái gì vậy hả à, Thuận? Dạ dạ con không có nói gì hết ba. Dạ con mày đâu... muốn bán cái nhà này dạ, chúng tao đi à? Không có. Ủa? Không có bà, không có bà. Không báo bà. Hôm qua con sẽ không bán căn nhà này đâu. Vậy chứ bây giờ thuốc thang bây giờ không còn nữa ba mới như vậy đó chứ. Căn nhà này là tuổi thơ của em, là nơi giữ gìn kỷ niệm của em và mẹ, giữ gìn kỷ niệm của bố và mẹ. Làm sao mà mình bán được? Rồi sau này những lúc mình em cần nhớ về những hình ảnh đấy, em tìm ở đâu? Bố ơi, mày không làm được cái gì hết, lúc nào cũng xúi tao về bán nhà thôi. Vậy chứ không có thuốc cho ba uống giờ sao ba? Con đi xin việc làm hết rồi ba ơi. Cái tiệm này được bao nhiêu? Thuốc thang ba mươi ba của ba bao nhiêu tiền? Mọi người thôi đi được không? Bố, con xin lỗi. Con cũng là người có lỗi. Chính ra con phải là người phải thăm bố mẹ thật nhiều. Bây giờ cũng quá muộn rồi. Nhưng mà chuyện công việc của con sẽ gác lại một thời gian, con về con ở với bố. Con sẽ ở với bố đến khi nào bố vui vẻ lại được. Con phải về đây, con lập nghiệp trên chính mảnh đất của quê hương mình. Lúc ấy cả nhà mình sẽ đoàn tụ, mẹ con sẽ thổi những bữa cơm thật ngon. Lâu rồi mình không được ăn cơm cùng với nhau. Con sẽ về, con sẽ thu xếp hết. Đừng bán căn nhà này đi. Con hứa mà. Con... À! Thì ra là ở đây đó. Đưa đây. Người mượn nợ Công Dương, mượn Kim Đào 500 triệu. Đừng có bày đặt đi về đây rồi trốn nợ. Tôi nói hả? Ai mượn tiền tôi tới chết, tôi cũng giác cái thầy ma của tôi ở đây đòi. Coi nè, không có tiền là mày coi nè, sang không? Trời, trời quá ơi trời đấy nè, áo đồ. Kim cò nè. Trời đất ơi, nè. Dài tay quá trời quá trời. Trời. Đây là nhà tôi, các người định làm cái trò gì vậy? Tôi muốn làm cái trò gì thì ông hỏi con ông đi. Quay ra cho tao. Cái gì? Ê, tao ê, quay ra tao. Mày, ê, mày, ê, mày, ê, mày, ê, mày, ê, chị ơi, nó quánh lại. Ôi trời, mày giang hồ gì mà. Cố gắng đánh tôi đi nè. Tôi nói rồi, đánh tôi đi. Quánh lại đánh tôi không? Quánh lại đánh tôi. Nè, em không quánh phải không? Em không quánh lại đánh chị. Chị cứ làm thế với em nhiều lần nữa đi. Rồi chị cũng mệt à. Bây giờ là không trả tiền cho tôi đúng không? Bây giờ chuyện nó thế nào? Con phải nghiêm túc. Nhà mình không dung túng cho những việc làm sai trái. Đúng rồi. Vay nợ người ta thì trả nợ. Nhưng phải là người đàng hoàng. Thôi con sẽ nói thật với bố. Con nói đi. Số tiền này đợt đó con cần để đầu tư tiền đi hát, nhưng vì gia đình mình như vậy nên là con không thể nào xin tiền bố mẹ được. Lúc đó chị Lu có tới và ngỏ lời là con phải qua lại với chị ý. Oh my god. Ê chị đòi cưới con bố ạ. Sự thật hả? Chị đòi cưới con mà. Sự thật hả Dương? Vậy là mày lái máy bay à? Mấy người đã đồng ý qua lại với tôi rồi thì mấy người phải chịu trách nhiệm cho tôi chứ. Cái gì đâu á mà tôi á cứ lỡ gặp mấy người trốn tránh, rồi mấy người trốn về quê. Trời ơi, tiền nào, quần chị... áo này kia tôi cũng mua cho mấy người mà. Chị cứ sồn lên mỗi lần gặp em, chị cứ như này. Thì... làm gì nó có cái khoảng lặng mà em bình tĩnh lại để em qua lại với chị. Bà có nghe lầm không con? Chuyện này là thế nào? Ba không nghe lầm đâu. Đúng rồi đó ba. Bố, thật ra là... con bán thân à? Không phải ạ, cái này nó giống như kiểu là làm bạn với nhau ấy ạ. Thì cả hai bên đều có lợi ạ. Thì chị ý... chị vui không? Vui chứ. Đó, thấy không ạ? Là chị ý được cái niềm vui ạ. Thì cái quan trọng nhất là cái niềm vui của mỗi người sống trên đời được bao nhiêu thời gian đâu bố. Ý bà làm sao ba? Tao đi chết đây. Ôi ba, ba đừng có chết mà ba. Trời ơi, chưa gì đã gọi là bố ba rồi. Trời,
Vậy là nhà này có truyền thống lái máy bay hay sao? Tao lấy mẹ mày cũng hơn mấy tuổi. Còn thấy cũng có lợi đó ba. Trước tiên cái lu này về nhà mình là mình chống ngập nước được rồi. Sau đó là mình thấy là mình đỡ được 500 triệu. Kế tiếp là công việc thăng tiến của thằng Dương cũng được mà ba. Mà cái con lu này trông nó chỉ kém ba có 1-2 tuổi thôi. Không à, vậy chứ con trẻ à. Trẻ hả? Hả? Trẻ hả? Vâng, trẻ ạ. Này, con có yêu người ta không? Đấy thì... Nó sắp cưới vợ mà sao nó đổ mùi hộp vậy? Ý con thế nào? Thôi anh nghĩ là khi mà anh bản thân anh cần cái sự giúp đỡ nhất ý, thì em đã đến bên anh. Thì em đã giúp đỡ anh thì anh mới có đủ tiền để anh lo cho cái sự nghiệp của anh. Nên là anh sẽ cho chúng mình một cơ hội. Thì nhưng mà từ em phải nghe theo anh sẽ đào tạo em, anh sẽ bắt em đi tập thể dục thể thao để em có thể có một cái vóc dáng nó sao anh nói nghe nè. Tập thể dục thể thao là cải tạo cái vóc dáng, cái mặt này cải tạo kiểu gì? Trời ơi, người ta thích, người ta thích cái mặt của tôi. Ủa vậy hả? Anh nghĩ là em nên dừng làm việc với thằng này lại. Rồi, mày bị đuổi việc ngay lập tức. Chưa gì nó đã khen em, nó đã chê em xấu rồi. Đúng rồi. Anh chưa hề mở miệng là anh chê em xấu luôn. Đúng. Mỗi người có một cái vóc dáng khác nhau. Mày đi ra. Nhanh lên, mày ở đây nữa. Mày đi mà, mày ở đây là cái mối tình duyên của tao của thằng. Còn, thôi thì con nghĩ là sống ở trên đời mình nên có cái tấm lòng bao la. Thì... mình thử với bao nhau. La tức là rộng lớn đấy. Dạ vâng ạ. Rộng lớn tức là lợn giống đấy. Trời ba. Bây giờ anh nói thương con vậy á, bây giờ thật sự là em muốn biết là anh có thương em thì không, vậy anh hôn em cái được không? Trời ơi. Em. Dạ. Anh bảo là mình cho nhau thêm một cơ hội nữa, có nghĩa là mình làm lại bắt đầu từ đầu. Thì không ai người ta vừa gặp nhau một cái mối tình người ta đã hôn nhau được. Vậy là anh không thương em đúng không? Không. 500 anh em. Mình nên bắt đầu bằng những cái thứ nó chớm nở trước, là kiểu cầm tay thôi. Ôi cầm tay bình thường lắm, ai mà không cầm tay được ba con cầm tay ba được không? Vô ba anh đi. Không. Bây giờ anh phải hôn em để chứng minh là anh thương em thiệt mới chịu. Ráng hôn đi. Ráng đi con. Trăm trai đó. Đúng rồi. Cố gắng lên. Cùng một sự việc diễn ra nhưng mỗi người sẽ giải quyết một kiểu khác nhau, tùy theo tình cảm, cảm xúc, ý hiểu, nhận thức của người đó về vấn đề đó. Và như tôi cũng đã chia sẻ với quý vị là cách giải quyết nào cũng đúng, và đúng với cách giải quyết của cá nhân người đó. Em giải quyết vừa rồi là rất đúng với em. Cái cấp độ họ yêu nhau nhiều hay ít, đậm hay nhạt không quan trọng. Quan trọng là họ đã bê sà mê mút môi. Mà tôi thấy cái đào là sướng nhất. Đào. Chỉ có chờ đợi thôi. Thưa quý vị, vâng, chúng ta đã thấy cách giải quyết của Công Dương, và bây giờ chúng tôi muốn thấy kết quả của quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Và chúng ta chia tay với căn phòng thứ hai, chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ ba. Và đương nhiên rồi, chúng tôi cần phải có một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị cho kỹ càng, và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Và
Vâng, bây giờ sẽ là căn phòng thứ ba, không ai khác. Người mở cánh cửa căn phòng này đó chính là Huy My. Chúng ta cùng xem Huy My đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị. Huy My, vlogger điển trai, cá tính và hài hước, là một trong những vlogger đời đầu tại Việt Nam. Các video của Huy My thu hút khán giả khi truyền tải những vấn đề trong cuộc sống một cách gần gũi, văn minh và thú vị. Lần đầu tiên thử thách diễn xuất tại Hân Rời cô đây rồi. Điều gì đang chờ đợi Huy My sau cánh cửa? Hello tất cả mọi người, mình là Huy My. Mình là xuất thân là một YouTuber và mình làm rất nhiều vlog ở trên mạng. Và trong vài năm gần đây thì mình cũng có tham gia một vài phim điện ảnh. Công việc diễn xuất thực ra là một công việc khá là vất vả. Và nó khác với công việc ở trên YouTube là ở trên YouTube thì mình được hoàn toàn tự do kiểm soát toàn bộ mọi thứ. Còn khi mà diễn xuất thì mình phải học cách làm việc với nhiều người, làm việc tập thể nữa. Và nó cũng đòi hỏi rất là nhiều thể lực. Đây là một điều mà về sau mình mới biết. Rồi có đây rồi là một chương trình mình rất là thích, mình xem rất là nhiều. Nhưng mình chỉ nghĩ mình là người xem thôi chứ mình không bao giờ nghĩ mình sẽ chơi. Và khi mà mình được nhận lời mời ban đầu mình cũng từ chối tại vì mình rất là sợ. Nhưng mà chương trình cũng nói là mình cứ cố gắng đi theo mình đã quyết định rồi. Mình không biết là mình có làm đúng không, hy vọng là sẽ nở hoa. Năm nay việc giành cúp là nhờ vào sự bình chọn của khán giả. Mình thì mình chỉ muốn chơi thật là thoải mái, mình muốn mọi người sẽ thật là vui, được xem những cái phần chơi thú vị và cái chuyện mọi người bình chọn như nào cả là do mọi người. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng. Một tràng vỗ tay để chào đón Huy My ra sân khấu chính. Đạo cụ giao cho một cái thứ này để đưa cho em. Chắc chắn rồi. Có lẽ đến 90% là em sẽ làm một người bảo vệ. Làm về an ninh. Đã biết 90% mình là ai. Còn trong hoàn cảnh nào thì hoàn toàn chúng ta chưa biết. Hãy ra đây. Bạn có gửi điều gì đó với trưởng phòng mà bạn chưa biết là ai không? Em không muốn thách thức gì đâu ạ. Em vào em hy vọng là anh sẽ không làm khó em quá. Em không muốn bị thách thức ạ. Không phải thách thức đâu. Mở cửa vào làm luôn. Ừ. Đấy. Đây thách thức. Anh rồi. Anh trộm đây rồi. Chết lại với tao. Mày tính vô công ty này mày. Mày tẩu tán tài sản hả mày? Em tẩu tán tài sản lúc nào? Tại sao anh lại nói là em tẩu tán tài sản? Tao nhìn mắt mày tao biết mày sắp lấy cái ghế đúng không? Anh ơi, cái ghế nó to như này làm sao mà em biết mày là giao chi đi, mày đừng nói nữa. Ê, này. Này, sao? Anh vào đây. Tao vào đây, tao đang vào đây. Anh vào đây. Mày đùa. Anh vào đây, anh vào trước, em nói trước mà. Thôi, được rồi. Oh. Tao mệt rồi. Dạ, me too. Hay quá Huy ơi. Ok cưng. Con ngon rồi. Thôi. Dạ. Trời ơi. Hai anh em làm bảo vệ công ty bao nhiêu năm rồi? À. Mỗi lần tập để mà lỡ mà ăn cắp ăn trộm nó vô mình phải giao chiến với nó. Mà mày đứng mày cười hoài. Tại em... Không sao không để hiểu lại đến đây em mua hẳn đi. Ê, nghe đồn sắp tới sẽ có nhiều bộ phận trong công ty được lên chức. Wow. Không chừng là có bộ phận bảo vệ mình luôn. Người mà lên đội trưởng đội bảo vệ lương tăng 50%. Chào anh. Chào anh. Dạ, chào anh. Hai cậu. Dạ. Tôi là giám đốc nhân sự ở đây. Con này nhìn đẹp trai đấy. Đội trưởng đội bảo vệ là chuyển đi công tác nơi khác. Cái vị trí đó còn trống ha. Tôi tới đây thông báo là một trong hai anh sẽ có một người lên thế vị trí đó. Nhưng còn xem thể hiện của hai anh. Cái gì vậy? Em có phải... Cái gì nữa vậy? Dạ, em luôn luôn theo
theo lời đội trưởng ạ. Đội trưởng nào? Đội trưởng đội bảo vệ ạ. Sắp tới thôi, ai biết ai lên? Em biết là anh lên. Ủa dạ, trời. Hay quá, hay. Đúng là em Út tại dạ. Hiền lành, dễ thương. Dạ. Nhưng mà ai lên là quyết định của tôi. Cô đây á. Dạ. Dạ. Ê. Dạ. Tao với mày ai lên ta? Chắc chắn phải là anh rồi. Tại sao anh còn phải hỏi em nữa? Từ cái ngày đầu tiên vào đây, anh giúp em có cái vị trí trong công ty này. Nếu mà bây giờ người lên, chẳng lẽ em lại đi tranh chức với anh à? Không phải là mày tranh chức với anh, nhưng mà vấn đề là bên công ty người ta nhìn nhận khác. Đấy là cách nhìn nhận của em, còn cái việc chọn thì là việc của họ mà. Thôi kệ, ai lên cũng được, anh lên cũng được mà em lên cũng được. Cũng là anh em. Vâng. Cái gì cũng có thể. Em còn gặp tôi để làm gì? Tại làm chung công ty chứ tôi có muốn đâu. Vậy thì mỗi lần tôi quét ở đâu thì anh đi ra chỗ khác đi. Tôi không phải là rác. Cô từng nói yêu tôi thắm thiết. Rồi bây giờ cô dựa vào lý do là công ty cấm yêu nhau, những người làm chung công ty không được yêu nhau, rồi cô bỏ tôi một cách ngon lành như vậy. Thì rõ ràng là như vậy mà. Nhưng mà... Những lời thề thốt với tôi đâu hả cô Buka? Nhưng mà... Mày cười cái gì? À không ạ em. Tao chia tay với người yêu mày cười cái gì? Mày đứng đây mày có thể chứng kiến giùm anh. Ai sai mày nói gì? Ai sai đúng? Hai người yêu nhau. Đúng. Nhưng mà luật của công ty là cấm không cho nhân viên yêu nhau. Đúng. Thế thì hai người phải biết giấu chứ. Đúng không? Suốt ngày chỉ làm bảo vệ thôi. Không bao giờ anh có một cái sự cầu tiến, một cái sự gọi là phấn đấu để vươn lên, để trở thành tổ trưởng tổ bảo vệ. Anh nói cho em biết, rồi sắp tới đây giới thiệu. Anh ấy sắp thành tổ trưởng tổ bảo vệ rồi chị. Lương tăng 50%. Đúng vậy. Không cần nói nhiều nữa. Em, cái vấn đề tình cảm của mình chia tay rồi thì không nói nhiều nữa. Tôi nói nghe, đã chia tay rồi, mời em đứng xa ra. Đây không xứng đáng đến gần tôi nữa. Vì trong vòng một tháng nữa tôi sẽ lên chức đội trưởng đội bảo vệ. Lúc đó xin lỗi em, đĩa đừng buông chân hạt. Đó. Anh. Anh thấy anh quá đáng chưa? Hả? Anh nói chuyện với em vậy đó. Bởi vì hỏi tại sao mà em không bỏ anh, em theo anh. Theo anh. Làm gì hốt hoảng quá ngờ. Hai mình yêu nhau mà. Thế là tất cả mọi người trong công ty biết rồi à? Anh điên hả? Mình đang giấu mà. Nhưng mà nè, em nói anh nè, anh phải quyết tâm lên, phải giành được cái chức đội trưởng đội bảo vệ đó, để cho tương lai của hai đứa mình sau này nó khá hơn, hiểu không? Anh đừng có như ảnh. Anh hiểu rồi, nhưng mà em vẫn cảm thấy có lỗi quá, tại vì anh không biết là... Không có lỗi gì hết á, trong tình yêu là không có đúng có sai gì hết á. Chỉ cần là hai người yêu nhau là đến với nhau thôi. Với lại đây nè. Đây. Nè. Cái này á là tiền mà mình tuồn hàng ra của công ty á, mình bán được tiền này nè. Bây giờ em không có giữ đâu, anh đem về anh đưa cho ba má anh đi. Có gì á nói với ba má để tiền này làm đám cưới nha. Không okay, bí mật cái chuyện này là không để cho bất kỳ một ai trong công ty này biết nữa, không là chết tụi mình á. Anh hiểu rồi. Nghe chưa? Anh hiểu rồi. Mà với lại em nói nghe nè, em thấy cái ông Giang đó, thật ra ông tốt trước mặt thôi chứ không phải người tốt đâu. Tại vì lúc nãy á, anh thấy ông đứng ông nói chuyện với em, ông xéo sắc ghê không? Cho nên á là loại trừ ông đi, để cho ông đừng có làm cái chức đội trưởng đó bảo vệ, biết không? Ủa sếp, chào anh nãy giờ anh đi đâu? Dạ em đi kiểm tra xung quanh. Công ty xảy ra một cái chuyện lớn, thiệt là lớn mà không ai biết. Chuyện gì vậy sếp? Công ty của mình bị mất trộm. Số hàng này mất lên tới hàng trăm triệu đồng. Chắc chắn sẽ có một cái sự gì đó xảy ra thì mới có thể mất mát được nhiều như vậy. Thì là vấn đề tôi hỏi nghi ai? Anh nghi ai? Em nghĩ là có thể là vì sơ suất trong lúc bảo vệ mà có người ra vào mình không để ý thì sao? Không hề. Công ty tụi mình là người nội bộ cơ mà. Anh em biết rồi. Ai? Người lấy là kẻ trộm. Mày điên hả mày? Ăn trộm nó mới lấy chứ người thường lấy chi? Nhưng mà người hỏi ai là người lấy? Sếp ơi, có manh mối gì không sếp? Có người gửi đơn tố cáo anh lên cho phòng tôi. Bằng chứng rõ ràng anh là người lấy. Đi theo tôi lên phòng giải quyết chuyện này. Gia đình em sẽ như thế nào sếp ơi? Cái đó tính sao? Bây giờ tính anh trước. Anh ơi, cái gì nữa? Dạ không có gì đâu sếp. Mình đi đi. Người lấy là em. Gì? Anh không có nói gì hết á. Mọi người đâu nghe gì đâu đúng không? Đi đi.
Thôi tôi cũng đâu nghe đâu. Ê! Anh bị điên hả? Tự nhiên anh khai ra làm gì? Rồi tương lai hai đứa mình sẽ như thế nào hả? Anh không làm thế được. Sao không làm thế được? Anh có nghĩ đến em không hả? Anh yêu em và anh... Nếu có cách nào để anh có thể chịu trách nhiệm, anh muốn... Anh chịu trách nhiệm cái gì hả? Trong khi là em nè, rồi đứa con trong bụng của mình nữa, rồi tương lai hai đứa mình và đứa con sẽ ra sao hả? Mà bây giờ anh tự nhiên đi nhận lỗi rồi sao? Nếu mà mình để cho anh Giang chịu trách nhiệm mà anh ấy biết là cả hai đứa mình thông đồng với nhau thì liệu anh có bao giờ tha thứ cho mình không? Làm sao anh ấy biết được? Anh ấy không thể nào biết được cả. Rồi em còn nghĩ là cái đơn tố cáo đó anh là người viết chứ. Anh đâu có biết viết mấy cái đơn này đâu. Thôi, chào tạm biệt. Tôi bị công ty đuổi rồi. Thôi, ở lại làm việc nha cưng. Anh đi đây. Hồi nãy anh nghe bạn ở trong kia rôm rã là chắc chắn em sẽ làm đội trưởng đội bảo vệ. Lương lên 50% đó. Ráng làm nha cưng. Xa em mình cũng buồn. Rồi chừng nào lấy vợ? Mà thôi, khi nào có thì nhắn tin anh dạ. Nha. Anh đi nha. Nắm tay cái, bắt tay cái. Gì? Sao buồn vậy? Có gì đâu buồn. Anh nghĩ chỗ này anh làm chỗ khác. Thôi, xin lỗi giám đốc nhân sự tôi. Thôi, coi như là lỗi của tôi. Tôi đi. Ở lại. Để ba lô xuống. Tôi còn ở đây bốn mặt một lời giải quyết thêm một chuyện quan trọng nữa. Được, nếu muốn kiểm tra thì đây. Huy, kiểm tra cho anh vui lòng. Huy, kiểm tra đi. Em cứ kiểm tra bình thường. Mở ra. Mày kiểm tra luôn hả? Tao đâu có lấy gì đâu mà mày kiểm tra anh nữa Huy. Anh với mày biết nhau quá mà Huy. Em biết là anh không lấy mà. Cho nên khi anh nói là mở ra thì em mở ra thôi. Để chứng minh là anh không lấy. Đúng mà, đúng mà. Mày kiểm tra người tao đi. Là anh muốn em kiểm tra thật ạ. Ok. Mày vẫn kiểm tra tao, mày vẫn không tính tao. Trời ơi. Có gì đâu, thằng mày thấy chưa, tao có lấy gì đâu. Em biết mà. Mày biết cho mày kiểm tra. Sếp. Đúng rồi. Rồi, tôi đi. Anh đứng lại. Tôi kêu anh ở lại không phải là tôi nghi ngờ anh, mà bởi vì tôi xin lỗi anh. Tôi điều tra lộn. Cái thơ tố cáo gần đây nhất tôi mới đọc lại. Người mà ăn cắp đồ của công ty không phải là anh mà là một người khác. Phi, cậu lại đây. Cậu nghĩ ai là người lấy vậy? Em không biết. Cậu không biết. Tôi nói luôn. Dạ. Người lấy chính là cô. Trời ơi. Sao là tôi được? Trời ơi. Bằng chứng rõ ràng. Có thư tố cáo luôn. Ở đâu ra chứ? Đây. Tôi tên Phạm Công Thành, tự Huy Me. Viết đơn tố cáo tôi. Anh trả lời tôi đi, cái này là cái gì hả? Anh cũng không biết tại sao có người gửi thư. Không biết anh gì nữa. Anh sẽ không thể nào tố cáo em được. Nhưng mà đây là thư của anh, tên của anh, chữ ký của anh. Mà anh nói là anh không tố cáo tôi. Trong khi tôi làm hết tất cả mọi thứ. Tôi dành dụm tiền tôi đưa hết cho anh đem về cho ba má anh mà. Anh nói gì đi, anh giải quyết đi chứ. Anh cầm cái cây đen dặn dặn hoài là sao hả? Có gì đâu căng. Chứ biết bình thường giải thích cho người ta biết tại sao cậu viết cái thư. Thư này cậu viết có đâu cậu căng thẳng. Viết thư bây giờ thấy người sai thì viết đơn tố cáo thôi, có gì đâu căng thẳng. Tại vì... Tại vì sao? Em biết cô ấy là người lấy. Hả? Rồi anh tố cáo em. Em có tin anh không? Em tin anh. Trước khi cái thư này xuất hiện, còn bây giờ thì em không tin nữa. Mọi chuyện như thế nào anh nói rõ đi. Chỉ là
bây giờ khi mọi chuyện nó đã xảy ra như thế này rồi, anh đang tìm cách tốt nhất để giải quyết. Vấn đề anh cần em tin anh. Cái tốt nhất của anh là gì hả? Anh sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm và anh sẽ tìm cách. Có thể anh sẽ phải chịu hình phạt, nhưng sau đó anh đi ra, anh kiếm một công việc khác ở một nơi khác. Và anh sẽ lo cho em, anh lo cho con. Nếu mày nói mày thương người ta, mày lo cho người ta, tại sao mày tố cáo người ta? Tại vì em cũng thương cả anh nữa. Cả anh! Vấn đề là thế này, em hiền quá, em bị tình cảm chi phối quá. Vâng. Dẫn đến em không quyết tâm giải quyết triệt để một vấn đề gì. Một là em bị sức ép, hai là em bị ràng buộc bởi những cái điều nó không cụ thể, dẫn đến cái khả năng biến suy nghĩ thành ngôn ngữ của em nó bị hạn chế trong cái phần này. Nhưng mà nó hay, thưa quý vị, bên cạnh cái điều mà em hơi bị bấn loạn trong việc sử dụng, thì chúng ta thấy rõ ràng một cái tính nhân văn sâu sắc ở trong suy nghĩ của em. Đúng rồi, đàng hoàng, tử tế. Đó, cái tính nhân văn, em sẵn sàng chịu thiệt cho những người mà em nghĩ rằng họ thân thiết với mình. Có thể không phải là máu mủ ruột già, nhưng khi em tin họ, khi em yêu thương họ thì em sẵn sàng hy sinh. Đó là một điều mà không phải ai cũng nghĩ được. Và nghĩ được rồi thì không phải ai cũng làm được. Một tràng vỗ tay dành cho Huy My. Chúng ta đã có những nhận xét, chúng ta đã có những chia sẻ. Trước khi mà đến phần tiếp theo, anh muốn em có đôi lời nói với quý vị khán giả. Em thực sự cũng rất là ít kinh nghiệm đứng ở chỗ đông người hay là chơi game show. Tất cả ngày hôm nay thực sự em rất là rối. Thực sự có những lúc em không biết mình phải làm gì và em không nói được cái gì cả. Em chỉ mong là ít ra khi mọi người xem thì mọi người thấy vui và bình chọn cho em vậy. Vâng, vui. Đấy, câu đấy là câu ăn điểm đấy. Vâng, bây giờ là lúc bình chọn. Quý vị hãy sẵn sàng. Xin cảm ơn quý vị đã bình chọn cho Huy My. Và thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta sẽ mở cánh cửa căn phòng cuối cùng, cánh cửa căn phòng thứ tư. Và chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Và tất cả các bạn quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ mở cánh cửa căn phòng cuối cùng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khách mời cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị. Hồ Việt Trung, nam ca sĩ, nhạc sĩ được nhiều khán giả yêu mến bởi phong cách gần gũi cùng giọng hát giàu cảm xúc. Anh được biết đến qua các ca khúc Anh Nguyện Chết Vì Em, Anh Có Làm Gì Đâu cùng loạt phim ca nhạc đình đám trên mạng xã hội. Đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Hồ Việt Trung sẽ có tuyệt chiêu gì? Hồ Việt Trung đã trở lại với Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thưa quý vị, với lần trước bị dập te tua tan tành tơi tả, thì lần này trở lại Hồ Việt Trung quyết tâm để chinh phục được tất cả. Mình sẽ tập trung ứng xử, phải chặt chém, phải lòn lách đủ kiểu, cố gắng dữ lắm. Nhưng mà bây giờ thì đang rất là hồi hộp. Lần này thì Hồ Việt Trung biết là mình sẽ cùng thử thách với 3 nam thần nữa. Nói chung là xét về độ tự tin, mình có. Xét về độ đẹp, mình có chút chút. Đó là lần này mình sẽ cố gắng vượt qua được 3 thí sinh kia. Quan trọng ở đây là không biết bữa nay trưởng phòng sẽ cho mình chơi cái gì, bắt mình làm cái gì, hành mình cái gì nữa. Đó
đối với lần trở lại này thì mình đã chuẩn bị tinh thần rất là nhiều. Sáng sớm mình đã dậy đi tập gym, rồi tập bơi lội, rồi tập thể thao, tập cơ mồm, cơ miệng. Nhưng mà có tập gì tập vô đây cũng chết rồi. Sau khi chứng kiến ba người kia thi thì bây giờ là Hồ Vị Trung đã biết được trưởng phòng của Hồ Vị Trung là ai rồi. Đó là chị Lâm Vị Dạ và Mạc Văn Khoa. Riêng hai người này thì Hồ Vị Trung đã từng đi diễn với nhau rồi. Và chị Dạ thì lại là chị dâu của mình. Tại vì anh định hướng Minh Đạt là anh họ của Hồ Vị Trung. Nên bây giờ mình vô phòng chị dâu thì chắc chị dâu cũng nương tay bà con cô bác nội ngoại sẽ nhẹ nhàng với mình hơn. Xin gửi lời đến hai vị trưởng phòng, mặc dù mình quen biết nhau nhưng mà mình biết thì biết, nhưng mà mỗi ngày đi diễn cũng bị chặt à. Nên là hy vọng là sẽ nhẹ nhàng với Hồ Vị Trung à, đừng có dí quá. Một người tôi đã mệt rồi, hai người thì còn đuối hơn nữa. Nhưng mà sẽ cố gắng hết mình. Thưa quý vị, Hồ Vị Trung đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta cùng mời Hồ Vị Trung ra sân khấu xem tình hình sức khỏe như thế nào. Xin mời quý vị. Tinh thần thế nào Trung? Anh nói chăm sóc đặc biệt làm em lo lắng quá. Thế thì thôi, để tôi nói với cả Lâm Mỹ Dạ với Mạc Văn Khoa là không cần phải chăm sóc bạn nữa. Để trôi đến đâu thì trôi nhá. Dạ các bạn. À, đấy, thế nào cũng sợ. Đây là đạo cụ. Cố gắng lên. Dạ. Cứ bình tĩnh. Nào, bước vào bên cánh cửa. Đó. Quý vị khán giả đang nhìn em kìa. À, gửi gắm điều gì đó đi. Dạ. Khán giả vỗ tay cho em sung sung chút xíu. Em run quá. Còn học quá. Mở cửa. Dạ. Vào. Ơn giời, chồng của tôi đây rồi. Ủa, rồi đi hát đám về rồi cầm gì trên tay vậy? À, anh tặng quà cho em nè. Biết hôm nay là ngày gì luôn hả? Bữa nay là ngày kỷ niệm ngày cưới ngay mình nè. Phải rồi, vậy quà này mua trơn nhỏ nào rồi. Thôi đem tặng nhỏ đi nha. Ủa, chứ bữa nay ngày gì này, ngày kỷ niệm ngày cưới mà. Hôm nay là ngày gì mà anh còn không nhớ nữa hả? Em giận anh luôn. Không, em à. Cái gì? Mua đây. Nắm tay hết hơn, hết giận em nhé. Xa cách đôi mình càng buồn thêm. Mình yêu nhau mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Vậy cái quên luôn. Nhưng mà hôm nay không phải là kỷ niệm ngày cưới. Cái ngày gì? Sinh nhật em. À đúng rồi, sinh nhật của em, anh quên. Tại vì cái ngày đám cưới của mình, kỷ niệm năm cưới mình là ngày 9 tháng 6. Còn sinh nhật em là 6 tháng 9. Số 6 tháng 9 là lộn cái anh. Em mở coi đi, anh nghĩ em thích á. Thích quá à. Cúp hà. Ủa sinh nhật vợ chồng tặng vợ cái dao cạo râu là chồng có ý gì vậy chồng? Không phải, hồi nãy anh ra ngoài tiệm á, anh có mua một cái kẹp với đồ cạo râu mà anh đưa bà chủ ba gói, sao mà có lộn cái này? Rồi bây giờ anh tặng tôi cái này rồi tôi làm cái gì giờ? Bây giờ lỡ tặng người muốn cạo gì cả. Anh giỡn mặt cái thứ hả? Tôi chán anh lắm rồi, tôi mệt mỏi quá đi. Chồng gì đâu mà bỏ đi suốt ngày. Và bây giờ tới ngày sinh nhật vợ đem tặng với dao cạo râu, tặng một cái món mà không liên quan gì hết trơn á trời á. Ngày hôm nay ta cùng hòa khắp nơi đây, 1, 2, 3 ta hát mừng sinh nhật. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
tình làng nghĩa xóm. Biết hôm nay là sinh nhật của chị cho nên là tôi qua đây tôi tặng chị cái bánh kem. Cảm ơn anh, tôi dẹp cái này. Anh lại để bánh kem này. Rồi quà của anh em dùng tội anh. Ủa rồi hôm trời nay ơi, em cảm ơn anh nha thiệt á. Chỉ có một mình anh là nhớ cái sinh nhật của em thôi à. Ủa chứ ông này không, anh không nhớ hả? Không, tôi nhớ mà, tại vì tôi đi làm nhiều quá đó, tôi hát nhiều cái tôi nhớ lộn ngày thôi hả? Gia đình hạnh phúc quá. Ngồi ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Thôi được rồi, không có bánh kem chồng không mua được thì tôi hàng xóm tôi mua. Anh. Rồi đây ba cây nến này thì tượng trưng cho tôi cây, anh cây, chị cây. Thôi nến chung đi nào. Con cho em cầu nguyện. Anh nhìn cảnh này giống hai vợ chồng với đứa con. À thôi chết. À, tôi ngồi hơi lộn vị trí. Mời qua đây. Thổi nến đi nào. Tôi xin phép được thổi nến nha. Trời ơi. Mà sao anh nhớ hôm nay sinh nhật em hay vậy? Sinh nhật ai anh có thể quên được chứ, sinh nhật em làm sao mà anh quên được. Ê! À, cái gì vậy? Gì ạ? Vợ người ta mà ông kêu sinh nhật của em dễ quên làm sao ông nội? À. Ảnh là năm nào mà không lo tặng bánh sinh nhật cho cả gia đình mình. Em anh cũng tặng, anh ấm cũng tặng mà con anh cũng tặng mà. Em thấy ngoài cái bánh kem ra anh còn có đem cái hộp quà nữa đúng không anh? À, thì cái này là mang qua tặng. Em cảm ơn anh. Trời ơi. Trời đất ơi. Biên thái. Biết. Biết bao nhiêu đồ không tặng đem qua cái đầm ngủ tặng là sao? Cái đầm ngủ màu đỏ đó chứ trời ơi, trong phim thấy có hoài luôn á. Phim gì thấy có đồ hoài? Phim ma. Phim ma nữ mặc áo đầm đỏ. Này, ông quá đáng lắm rồi. Ông mới quá đáng đó. Tôi làm gì mà quá đáng? Cái gì? Ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Hồi đấy tôi đã nói tôi tặng chưa? Cái này là cái đầm này là vợ ông là phơi bên này này, phơi bên nhà nó bay qua nhà tôi. Cho nên là tôi mới mang qua tôi trả thôi, ông làm gì sột sột như thế. Không có trả vậy chứ bây giờ rớt là mình vừa mình chết dục luôn nè, cho luôn đó, cầm về nhà đi. Từ nay đừng có qua nhà tôi nữa. Ông đi về nhà ông đi, đi về nhà đi. Bây giờ ông đuổi tôi đúng không? Đi về nhà. Thôi được rồi, ông cho tôi lấy tôi giữ này làm kỷ niệm. Đi về nhà đi. Anh hả? Sao đi? Anh cái gì mà anh đi? Nó giận đi về luôn thì chán dễ sợ. Hỏi cái là ghen, hỏi cái là ghen, hàm hồ vừa vừa thôi. Quá mệt mỏi. Anh đi đêm đi hôm, anh không về, một mình em phụ nữ nè, làm sao mà em lo được tất cả mọi thứ trong gia đình. Rồi bây giờ nhiều khi nửa đêm đang ngủ tự nhiên nó cướp đèn, cái bóng đèn nó hư thì cũng kêu ảnh qua. Rồi nửa đêm anh cũng vác cái bóng đèn sáo đất anh chạy qua anh gắn cho em. Cái đèn pin tôi để ở nhà sao không lấy xài? Đèn pin nó hết pin rồi. Anh tròn trách nhiệm của anh chưa mà anh chửi người ta. Thôi anh xin lỗi em, đừng giận anh nữa. Đổi phải gì, không có ghen nữa nha không? Ừ. Phải tin vợ mình. À. Vợ mình không có làm gì bậy bạ. Cái gì vậy? Bà nói đúng đó, bỏ cái tính đó đi. Thôi tôi xin lỗi, đừng giận nữa nha. Mình đừng giận nha, hàng xóm bắt tay cái. Tôi biết lỗi rồi. Thôi quê, từ nay không có cãi nhau nữa nghe không? Rồi. Cho tôi qua nhà nha. Đi qua đây chơi, qua đây chơi. Để cái này tôi cất cho để thấy ghê quá. Đi qua đây chơi. Đấy. Hôm nay mặc đồ đẹp trai, tôi sợ. Đấy. Thật sự. Dạ thưa mẹ, anh đi học mới về. Con trai của mẹ. Dạ thưa ba, anh đi học mới về. Ủa? Bố? Con. Cuối cùng nó con tôi hay con ổng? Nói gì vậy, nó giống mình như tạc đó mà. Mà nhìn sao giống tôi chỗ nào? Trời ơi, cái mặt nó giống ông Y Khuôn à, ông bị gì vậy? Ba, con là con của ba mà ba nói gì vậy? Trời ơi. Ở đây để tôi vô tôi dọn đồ ăn ra nghe không? Đợi xíu. Dạ. Tại sao đây kêu là ba và đây kêu là bố? Tại sao con kêu bằng bố? Tôi tên bố. Đây đồ ăn đây đồ. Yeah, có đồ ăn rồi. À. Ngồi vô. Ây cha. Cất cái này cho mẹ coi. Dạ. Rồi. Ngồi vô mình, ngồi vô à, anh. Ngồi đây con. Dạ, ngồi kế bố. Rồi. Tên ổng đẹp lắm đó, ổng tên là Lữ Bố. Bà đừng nói tôi mà là điêu thuyền nha. Ủa, tới giờ tên tôi em không biết hả? Điêu thuyền. Mình ăn cơm đi. Thôi ăn cơm đi nè. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi.
trùng hợp thôi. À, đồ ăn ngon, ngon quá. Lại là trùng hợp. Hai người tách riêng cho giùm tôi được không? Dạ. Tới ăn cơm đi, ăn dạ, cơm. Dạ dạ dạ. Ăn đi chồng, con. Cầm đi chồng, cầm. Bắp tay ăn cho nó ngon. Mẹ ơi mẹ. Cái gì vậy con? Con biết mẹ thích ăn chân gà, con nhường cho mẹ cái chân gà. Thôi mẹ không có thích ăn, bố mới thích ăn gì cho nó nè. Ăn đi. À thôi, bố nhường cho con. Vậy thôi, con nhường cho mẹ. Thôi nhường qua nhường lại mày ăn, anh ăn đi. Gia đình mình vui quá ha mẹ. Ừ. Ăn đi, ăn đi. Giờ gia đình vui quá à. Dạ. Cái những gia đình vui ghê luôn á. Anh đi qua đây ăn ngồi cái coi. Gia đình người ta qua bảo con ăn đi, em ăn đi, à, anh ăn đi. Vui lắm hả? Đi qua bên kia, cái chỗ của tôi. Tôi có làm cái gì đâu. Chỉ có anh với nhau mà anh có lúc nào cũng vậy hết á. Nè, anh ăn đúng không? Rồi, anh ở đây ngồi anh ăn mình đi. Rồi, mời anh ăn, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Rồi xuống, ăn đi. Rồi, đó, ăn ngon miệng nha. Ba con cứ vậy hoài, mẹ thấy không? Lâu lâu về là ghen, lâu lâu về là ghen. Làm sao mẹ sống nổi được trời. Thấy bố tốt mà có gì đâu, ba bố còn dắt đi cắt tóc nữa. Thì đó, ông dắt đi, có cái mấy y chang ổng nè. Thì bây giờ trong xóm này có một thằng cắt tóc thôi, nó cắt ai cũng y vậy mà. Kêu mày của anh cơm, bắt ngồi một chỗ không gắp một miếng thức ăn cho ăn rồi để chứng kiến gia đình cãi nhau. Qua chơi cho ăn là mừng rồi. Có gắp cho cái gì đâu mà ăn. Ăn đầu bổ đầu. Ủa? Hai cái giò nè người ta ăn đi. Ăn đi rồi đã tôi quýnh nó chạy cho lẹ nghe chưa. Nhìn có khác thì nó đưa ra nó cúng không trời. Tôi nói cho anh biết nha, nãy giờ tôi qua tôi chưa làm cái gì quá đáng hết ấy. Tôi tên bố thì con anh nó kêu tôi bằng bố là bình thường thôi. Đúng rồi. Bố thương con. Dạ con thương bố. Thương không mày thương không? Thương không? Tôi không thích. Bây giờ thích tiếc đúng không? Không thích. Anh đi về nhà cho. Này bây giờ ê ê. Tôi thề với ông nha, bây giờ ông chửi tôi đúng không? Thề, thề ông. Tôi thề. Từ bây giờ không bao giờ tôi thề nào nữa. Bước gì? Bước không? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi thề không bao giờ bước qua đây nữa. Đi. Rất thật nha. Nó cố tình đó rồi sao? Ở bữa ơi, bữa nó quay em bị lấy giá cao quá, ghét. Trời ơi. Ông về làm chi rồi, bây giờ đủ thứ chuyện xảy ra hết rồi. Bây giờ bà con hàng xóm tôi không biết sao mà ăn nói gì ta. Rồi sinh nhật của tôi bây giờ ông làm tày quầy vậy đó. Mình ơi anh xin lỗi mình, tại vì anh cũng thương mình, thương con. Anh thấy mấy cái cảnh người ta qua mà đút ăn này kia đồ anh không thích như vậy. Anh ghen bệnh ghen hoạn rồi. Có ghen gì đâu, nãy giờ có ghen gì không? Con không giấu qua được nữa. Con nói với ba một chuyện quan trọng, chuyện này liên quan tới con với lại chú bố đó. Không, mày không được nói mày mà nói ba mày giết mày chết. Ba cũng là gia đình mình, phải nói cho ba biết chứ. Trời ơi. Ông giết trước. Ra đây Biểu. Mày bước ra đây. Quỳ xuống. Mẹ con mày giấu tao chuyện gì? Dạ. Thật sự con kêu chú hàng xóm bằng bằng bố. Không phải là chỉ đơn giản là chú tên là bố đâu. Mà con muốn chú được. Bà buông nó đi. Con muốn chú là bố ông thiệt. Trời ơi. Con muốn chú là bố vợ của con. Tại vì con có yêu con bé Linh nhà chú bố. Mà Linh nãy nhắn tin cho con, Linh nói Linh có bầu. Trời ơi. Bây giờ ba tính sao ba? Tính gì nữa, ông chửi người ta vậy ai mà chịu gả con cho mình mà tính. Dạ, phải qua năn nỉ hả? Dạ. Chứ gì nữa, ông quỳ lại người ta, ông gian xin người ta đi. Bố ơi. Ai đây? Dạ con. À không phải. Dạ tôi nè. Bố. Ăn cơm chưa? Qua ăn cơm đi. Có cháo ngon lắm nè.
có gà nữa, gỏi gà bố thích luôn. Con làm gian không ngủ ăn cơm, nói bên nhà có cháo ngon lắm. Hồi nãy đánh tôi bóp cổ tôi thật quá mà. Không, hồi nãy mình giỡn vui á, mình giỡn vui nè. Để cho tay cổ nè. Đó, dễ thương không? Nó có làm gì đâu. Đưa cái cổ đây. Dạ. Nè chứ. Đó, hồi nãy như thế đấy. Bố ơi, giờ bố bình tĩnh nghe mình nói nè bố. Bây giờ chuyện nó cũng lỡ rồi. Bây giờ bố để vậy mà bố không xử lý á, sau này nó nhiều cái nó bùng nổ ra nguy hiểm lắm. Ủa cổ tôi có bị cái gì đâu mà không xử lý là bị làm sao? Ông chưa biết luôn hả? Dạ, ba nói đi. Hôm nay làm sao qua nhà tôi nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế hả? Trai dễ thương của mình nè. Hả, con. Dạ bố. Nó lỡ ra. Lỡ cái gì? Nó lỡ làm con ông có bầu. Con ông có bầu á. Sẵn khúc cây vậy. Thằng bố bước lên đây. Không anh à, nó là thủ phạm chứ không phải tôi. Anh dạy con anh như thế nào mà để nó qua nó làm con tôi như thế mà bây giờ là nó chứ không phải anh hả? Cái này mày trúng xương cái này. Bây giờ nó lỡ rồi anh chấp nhận đi. Để sau này mất công á con anh nó sinh ra ai lo cho nó. Rồi khi anh về già rồi đó, con dâu tôi nó sẽ lo cho con đó. Nó cực khổ vậy thì ai lo cho anh được? Thì lúc đó anh sẽ đau ốm bệnh tật. Anh nằm một chỗ, chết dần chết mòn thành một con quỷ già. Anh đi lang thang đầu đường xó chợ thì trời ơi, về nơi đâu anh ơi. Ôi! Ông nói ai là con quỷ già? Không, tại vì cái câu chuyện nó đang điên vậy rồi mình không dám ngưng là nó bị đơ. Bây giờ anh tính sao? Anh chấp nhận cưới đi, rồi anh muốn cái gì tôi cũng chiều anh hết. Nhà tôi anh thấy rồi đó. Được cái tôi đi hát nhiều tiền lắm, mà đặc biệt ở Nam Ma nhiều tiền lắm. Là bây giờ anh chấp nhận cho thằng con anh qua bên đó hỏi cưới con tôi đúng không? Tôi cũng muốn đó. Bây giờ anh cho cưới đi. À, Linh ơi. Dạ. Ra đây con. Đấy, cửa đây. Dâu mình đó, dâu mình đó chồng. Tôi nhìn nó từ trong mặt quá. Đẹp mà bố. Dâu mình đó chồng. Con này. Thấy dễ thương mà. Ra đó đứng nó móc mà ông nội ơi. Dạ. Chào chú. Ông này sao á? Anh. Hả? Em có bầu rồi. Lấy đi. Thì anh biết rồi, em nhắn tin rồi, anh nói với ba mẹ hết trơn rồi. Ủa vậy hả? Chú con có bầu rồi chú lấy không? Trời ơi. Có bầu với ai thì mày hỏi người đó, mày hỏi tao làm chi? Trời ơi, có đứa con duyên dáng như vậy, mắt lòng mắt dạ. Dạ, cảm ơn ba, có duyên giống ba mà. Ê sao tôi bị dị ứng cái giọng con nhỏ này quá ông ơi, nó kỳ quá. Ủa? Mày nói câu nào nghe có duyên coi con. Dạ, con chào ba. Chào con. Trời ơi, giờ mới thấy mặt của ba lâu quá à, tưởng ba chết rồi chứ. Thôi thôi mà mày ngừng nói, người ta sẽ không ngừng cưới nha. Rồi ba sẽ tính ngày rồi lấy em tổ chức đám cưới cho hai đứa. Dạ. Hả? Ba đứng gần nó. Khoan, ba nói gì? Con với lại con trai bác có bầu rồi thì mình làm đám cưới chứ gì? Có em bé đó. Có em bé đó. Trong bụng con á. Đâu có mừng ăn gì đâu mà có em bé. Có. Không có mà. Bữa nắm tay đâu? Ờ đúng rồi. Ủa mà nắm tay là có bầu hả? Ba anh dạy nắm tay có bầu mà. Trời ơi, làm sao? Làm mày sao? Thì em nói em có bầu. Thì đúng rồi, em nói em có bầu là em có trái bầu nè. Em đem qua cho anh nè, em nói anh qua lấy đi. Em có bầu rồi anh qua lấy đi. Là có trái bầu chứ không phải có bầu. Không có đám cưới nào hết. Dẹp. Ủa sao vậy? Xong chưa. Tụi con thiên nha, thương nhau thiệt mà. Dạ. Ba thương cái gì? Thương thì sau này tính sao? Nó còn nhỏ xíu tuổi à. Tương lai nó phải ăn học tới nơi tới chốn, phải làm ăn đàng hoàng, sau này nên người, kiếm tiền thật là nhiều đi. Mày ba cho mày cưới, được chưa? Dạ. Tôi thích phần này. Tôi rất thích. Hồ Việt Trung thân mến, thứ nhất là bạn phải cảm ơn hai trưởng phòng Mạc Văn Khoa và Lâm Vị Dạ. Dạ. Kế tiếp là bạn về cảm ơn hai phó phòng, tức là hai người phụ diễn, đấy là Gia Linh và Quốc Khánh.
nói là làm khó, nhưng kỳ thực đó trong cái nghề của chúng ta gọi là đất diễn, có rất nhiều phần bạn làm phải nói là tôi thấy, tôi ở dưới tôi bảo cáu cáu phải hết sức mình, tình hình này là phải tới nơi tới chốn, thì bạn cầm ghế bạn muốn gì rất hay, rất tinh tế. Thưa quý vị, Hồ Việt Trung đã phải nương theo rất nhiều trưởng phó phòng để có thể đưa ra những tiếng cười, và tiếng cười thực sự sảng khoái, rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với phần bình chọn. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị. Như vậy là chúng ta đã đến với căn phòng thứ tư. Những nụ cười chúng ta đã nhận được, có cả những lúc mà chúng ta cảm thấy lắng lòng lại để chia sẻ với số phận của những nhân vật mà các khách mời của chúng ta đã phải trải qua. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với kết quả cuối cùng. Xin mời Hồ Việt Trung. Thưa quý vị, 4 phòng đã được mở ra, 4 tình huống mà các khách mời đã phải trải qua. Mỗi người đã có những cách giải quyết khác nhau. Còn bây giờ sẽ là kết quả. Em đã rất cố gắng. Nhưng anh rất tiếc. Em đã có một tình huống em phải giải quyết. Em phải cân đo đong đếm giữa quyền lợi của mình, quyền lợi của gia đình, giữa sức khỏe của người cha và hạnh phúc cá nhân. Em đã chấp nhận hy sinh. Đó chẳng phải là một điều đáng quý hay sao? Một tràng vỗ tay cho cái kết bằng nụ hôn của Công Dương. Hồ Việt Trung là một người ghen. Bạn đã làm rất đúng vào những thời điểm cần thiết. Những lúc cần phải mạnh mẽ, bạn đã mạnh mẽ. Những lúc cần phải yếu mềm, bạn cũng đã yếu mềm. Bạn đã cũng đã minh chứng rằng bạn là một người rất yêu thương gia đình, nhưng vì hoàn cảnh. Và thưa quý vị, thông qua câu chuyện mà Hồ Việt Trung và hai trưởng phòng Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa cùng với những phó phòng cũng đã ít nhiều gửi cho quý vị những thông điệp về cuộc sống, đặc biệt là dành cho những người chồng. Trọng Hiếu, qua phần của bạn, khán giả đã thấy bạn là người có khả năng trong việc thay quần áo nhanh. Ok. Và khán giả cũng thấy bạn là người rất ít kinh nghiệm về việc lựa chọn chỗ thay quần áo. Còn người cuối cùng, Huy My, bạn đang cảm thấy tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng có thể bạn không vừa lòng, nhưng nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là những khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình và những khán giả tại trường quay, cảm thấy nhân vật của bạn rất đáng yêu. Những yếu tố bạn xử lý đôi khi có thể không phù hợp với tiêu chí nào đó, nhưng nó làm nổi bật lên cái tính nhân văn, rằng sẵn sàng xả thân cho những người mình yêu thương. Chính vì vậy mà kết quả bình chọn của các bạn đã có những con số khác nhau. Tôi xin phép được đọc kết quả của hai người có lượt bình chọn cao nhất. Và trước khi đọc kết quả, cho tôi xin cái cúp. Cảm ơn em. Hồ Việt Trung, 92/100. Và người tiếp theo sẽ là một trong ba người còn lại. Và tôi cũng đã hiểu vì sao mà người này lại nhận được lượt bình chọn như thế. Bởi vì những điều tốt ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống này. Huy My với 90/100.
Người đặt cúp là Hồ Việt Trung, xin chúc mừng. Bạn rất xứng đáng, xin chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và được phát sóng vào 21 giờ 15 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng Hồ Việt Trung với chiếc cúp của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.